Xin chào toàn thể quý hàng nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại giai đoạn 2 của BKM Trần Thành. Và ngay vị trí Trọng Thơ đang đứng đây là trục đường D3 rộng 25m đang được đổ sỏi. Và trục đường D1 ngay sau lưng của Trọng Thơ đây cũng đang được đổ sỏi và chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Chạy thẳng hướng này, chúng ta sẽ ra cổng chính của khu nghiệp BKM, ngay cái lùm cây xanh xanh đây ạ, đang được quy hoạch và chuẩn bị giải tỏa để xây cổng chính của BKM Trần Thành giai đoạn 1. Chạy thẳng chúng ta sẽ qua công nghiệp 311 ha đã được xây dựng và cho vào hoạt động từ năm 2018, hiện tại đã phủ kín lên tới 65%. Và vị trí đất của Trọng Thơ nằm ngay hướng tay của Trọng Thơ đang chỉ đây. Cách vị trí của Trọng Thơ đang đứng chỉ 150m và giáp với lại dân nha cả nhà. Vị trí đất của Trọng Thơ đang giới thiệu toàn thể cái hàng chạy song hành với lại trục quốc lộ 14. Và hiện tại mặt đường quốc lộ 14 là giá hiện tại là từ 1.2 tỷ cho đến 1.4 tỷ cho 1m ngang. Chúng ta muốn sở hữu được 5m tại mặt tiền đường quốc lộ 14 là chúng ta sẽ bỏ ra khoản tiền khoảng tầm 5-7 tỷ. Chúng ta sẽ sở hữu được một nền ngang 5 sâu 40. Và chỉ cần chúng ta xích vào vị trí Trọng Thơ đang đứng đây, từ quốc lộ 14 vào 200m là chúng ta đã sở hữu cho mình một vị trí ngang 5 sâu 30, thổ cư 100% và ưu điểm là được xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng nha. Tiền chúng ta xây ở cho thuê, buôn bán kinh doanh được ngay. Và ngay vị trí này như cả nhà đã thấy này, BKMX là một nhà đầu tư thông minh là hiện tại đang triển khai đổ sỏi, đổ đá và chuẩn bị lưu nhựa những trục đường trên khắp dự án. Và trục đường D3 cũng đang được đổ sỏi và lên nhựa trong thời gian sắp tới. Chạy thẳng hướng này chúng ta sẽ ra cụm 3 trường mầm non cấp 1, cấp 2 Minh Thành đã hoạt động hơn 10 năm nay và trường đạt chuẩn quốc gia. Và trước tay Trọng Thơ đang chỉ đây, Trọng Thơ cũng còn hai nền liền kề ngay cái nhà đang xây ạ. Ngay cái nhà đang xây cũng là toàn là vị trí giáp dân nha cả nhà. Với diện tích khu vực này thì Trọng Thơ phân phối những trục đường 25m như đường D3, trục đường 16m và giá hiện tại thì dao động từ 8 đến 9 triệu trên 1 mét vuông. Quý khách hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962854858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đẹp tại khu nghiệp BKM Trần Thành. Và hãy liên hệ cho Trọng Thơ hoặc đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại quý khách.